Các bạn đến với kênh Nhà Giáo Family. Hôm nay chúng ta cùng chơi game đua xe ô tô nhé. Trước khi đi thì mình cũng đi sơn màu làm. Mình sẽ đi sơn 7 sắc cầu vồng. Đẹp quá các bạn ơi. Mình sơn màu xanh trước nào, sau rồi đến màu khác. Đó là màu tím. Và tiếp theo là màu màu xanh, màu cam. Mình đã sang xong rồi. Ồ, mình nhầm mất, mình có một cả màu tím nữa, cả màu xanh này. Đủ rồi các bạn ơi, mình cầm móc lên để mình đi lấy động cơ. Mình lấy xong động cơ rồi, bây giờ mình sẽ đi thôi. À, mình quên mất, mình phải đi đường xanh để chạy thôi. Thế không thì mình sẽ không đua được. Ồ, đến trận đua rồi, hãy đua xe nào. Để mình đi nhanh quá. Ôi, có một bên xanh kìa, mình phải nhảy lên để bắt. Ôi, mình bắt được xe rồi. Ô, có đồng tiền. Ê, mình sắm rồi. Lại đến trận đua tiếp theo thôi. Trận đua này có vẻ khó đấy. Ô, mình bắt được con bắt mình hậu xanh này. Một hậu xanh giữa này. Mình thấy một đồng tiền. Ôi, mình đâm vào một cái cây rồi. Ô, mình xanh. Mình sắp đến đích rồi các bạn ơi. Yeah, mình đến đích rồi. Mình đến từ đâu rồi? Ba nào. Ô, có một cây cầu các bạn ơi. Xin để cô gọi đồng xu này. Mình thấy mình xanh. Ô, mình vượt đi mất rồi. Oh no, mình hết xanh rồi. Lại đi tiếp nào để mình tìm mình xanh. Ô, mình thấy mình xanh rồi. Đi thôi các bạn ơi. Mình sắp đến đích rồi các bạn. Yeah, mình đến đích rồi. Thế kênh của mình đua xe ngầu hôm nào, hãy đăng ký cho mình nhé. Oh.